di đà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasi kampandani uposasi valasena iman jaratan iman jidavasang satukang katwa namadena samarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới ở chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chấm nên với vui. Amante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su la tân nhân ti, si lê na phô va sam ba da, si lê na mi phô tân nhân ti, tasma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú tục mạng, chúng thọ sanh lạc cảnh là tặng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tĩnh thanh. Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi hương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, lời chân thật tất thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô đường an lành, quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bảo vật tu sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đeo ta sắp bút đa nụ phá quê nà sà ra sò thị phá quân trú trê. Bảo vật tu sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đeo ta sắp bình hạm má nụ phá quê nà sà ra sò thị phá quân trú trê. Bảo vật tu sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đeo ta sắp bình sòng khá nụ phá quê nà sà ra sò thị phá quân trú trê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính bản lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính bản lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính trang trình tạm nhận mặt. Cảm ơn chú trưởng mặt. Thầy giáo, đây là chương trình tập pháp của Thái Thanh Mâm.
à, internet qua văn phòng Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Việt Nam từ 8 giờ từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và Sydney nay 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con xin được kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564, Đại học hôm nay giáo trình tu tâm 180 ca giáo, chuyên một tình yêu chư thiên tận vườn hoan hỷ, bài năm tình tiến động của rừng sâu. Con năm mà nó xuất tăng tiếng cổ của một bàn tay sẽ ra thiện tòa về tương. Trình chúng con thành kính cung thỉnh thiện tòa về tương từ đưa dẫn nhau phát thảo ngay hôm nay. Nó mới được thay giá. Nó mới được thay giá. Cái lễ chưa tôi được thân chào tất cả mọi người. Thứ vị được biết là hôm nay nha, thì tôi cứ siêu đi thuyết pháp ở xa về cũng có khỏe. Như vậy chúng tôi xin thay thế thì tôi cứ siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là một cái giai thoại cũng rất là thú vị. Khi mà một vị trời bạch với Đức Phật, một điều mà chúng ta rất là khó tưởng tượng được, đó là sự im lặng của núi rừng khiến cho vị này sanh tập khóc. Về điều này, có những ai mà đã vào trong rừng sâu và trưa hè, nhất là buổi trưa nóng bức, thì thưa quý vị, lúc bây giờ chim chóc muôn thú vì cái trời nóng oi bức nên không có líu lo, chúng ta không nghe được những tiếng chim hót và gần như mọi thứ đứng yên một chỗ. Ở trong cái sự đứng yên một chỗ vào trưa nắng đó, thì cảm nhận được một điều mà những người có đi vào trong rừng bởi gọi là âm thanh của rừng già. Ở đây dùng chữ Prajna, Prajna là rừng, Prajna là rộng lớn, rộng lớn. Ở đây chúng ta gọi là đại ngàn, âm thanh của đại ngàn là âm thanh của rừng sông. Cái này thật ra thì ở đây chúng ta dùng những chữ vi vu, tạm gọi là một cái thứ gió mà âm thanh gió rất là nhẹ. Nhưng mà rừng sâu thứ thì khi mà mùa tiết im lặng, chúng ta có thể nghe một cái âm thanh vi vu rất là lạ của đại ngàn. Và điều đó lại làm cho vị thiên hoảng sợ. Khi nào, có khi nào đó mà quý vị bước vào trong một nơi mà rất là yên, gọi là yên lặng đến rợn người, thì có thể có cái cảm giác đó. Bây giờ thì chúng ta nói về câu nói của Đức Phật và tại sao chúng ta nói là tiếng vỗ của một bàn tay. Tại vì thưa quý vị, đời sống của chúng ta thì có cái sự tương tác. Tương tác có nghĩa là xúc cảnh thì mới sanh định. Và khi nào không thì chúng ta thường rơi vào trong cái sự buồn nản, buồn trống vắng hay là hoảng hốt bởi vì nó yên lặng quá. Giống như một người ra trận mà đi vào một nơi mà hoàn toàn yên lặng, có đôi khi thà là bên giặc nổ súng thì bên đây nổ súng lại có qua có lại mà ít có sợ hơn là đi hành quân mà yên lặng hoàn toàn. Thế nhưng trong cái sự yên lặng sâu thẳm, yên lặng rộng lớn đó, thì bậc thánh nhưng bậc hoàn toàn giác ngộ đó, thì các ngài cảm thấy hân hoan. Cái sự hân hoan này là một cái tâm thái rất là khó hiểu đối với chúng ta. Bởi vì sao? Đa số chúng ta là cái niềm vui nó đến từ cảnh mà ra, chúng ta gọi là tiếng vỗ của hai bàn tay. Nhưng mà một bậc
môn đi tịch lặng đó, thì các thầy tìm sự hân hoan trong tịch tịnh. Và sự tịch tịnh đây không phải đơn giản cái cảm nhận, nhưng mà các thầy hân hoan trong sự tịch tịnh đó. Để hiểu rõ thêm ý nghĩa này thì xin mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Và sau khi nghe phần chánh kinh, chúng ta sẽ được truyền gọi từ mình vì giảng sư của chương trình hôm nay giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Dạ, con cứ lần hai chúng con học thì anh cũng có lắc đảo. Con được đọc đến kinh tiến bộ của một bàn tay, kinh tiến lặng đường sau, ta nó mà nó xuất tăng. Khi ngọt tư nguyên chi thiên tặng đồ hoan hỷ, tư thức dẫn ngọt, cuộc sống là hiện tượng tương tác, cảnh ngọt náo. Thế nhưng là có hiện tượng tâm hoảng hốt trước sự cô tịch và ngược lại. Có những sóng trắng lại khiến cõi lòng hân hoan trước sự tĩnh lặng của núi rừng là điều không dễ có. Lãnh hội trọn vẹn ý nghĩa của tịch tịnh lưu lạc lại khó hơn. Kinh văn, nay là thời giữa trưa, loài chim hiểu yên lặng, văn lặng tiếng từng sâu, ta run ta chiếc sợ. Giữa trưa đứng nắng, chim muôn tinh lặng, đi vụt tư bạc nhòn, thất phản. Thế tôn, nay là thời giữa trưa, loài chim hiểu yên lặng, văn lặng tiếng từng sâu, ta tú, bản hiệu đứng, giữa trưa đứng nắng, chim muôn tinh lặng, vi vu bạc nhà tiếng lòng hân hoan tích văn sáng áp tê quá ra hàn văn nhân âm thanh của rừng sâu phá giá thì sợ hãi phản hốt các tiếng thì thích thú và hân hoan tích nghĩa cho tận rừng sâu có hiện tượng vào trưa nóng oi bức chắc thú rừng thường những nơi trong yên ả trong sự im lặng dường như mọi thứ đứng yên. Còn lại chỉ có âm thanh vi vu của núi rừng cô tịch. Tiếng vang trầm của rừng sâu có thể mang lại cảm giác rợn người. Ngay cả với chim chim chúng ấy, thế nhưng bước tới tập môn ni mà không tĩnh lặng thì rừng sâu của thiên nhiên lắng lặng, hòa nhịp với tâm thức, không dao động mọi trường. Và tổng sĩ vĩ đại luôn hoan hỷ với cảnh giới bất động. Dịch giả hòa thường thích nhân cao, đi sợ nhớ tình, đi theo lớp bản. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa về quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng tôi được chúc được không ạ? Dạ, cảm ơn Bổn Sư Thích Ca, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến vị trí Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Visvakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhadipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh tăng chú ý tăng dưỡng ăn đức tam bảo để phật bảo pháp bảo và tăng báo người nhà quy lực tam bảo hành dầu hồi đến cho tăng đức tam chúng tôi cùng chúng tôi được an lạc trong chánh pháp. Dạ nam mô bổn thầy, dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể vị, hôm nay chúng ta còn tiếp tục học cái phẩm tư ương chư thiên, tư ương chư thiên chương một và phẩm vườn quản lý samana na xuất phát. Đây là chính phổ của một bàn tay. Có thể nói rằng tất cả chúng sinh dù cho là ở cõi nào cũng vậy, khi còn hiện hữu thì còn có cái sự sinh hoạt. Nếu mà có thân thì sinh hoạt của thân, có thân tâm thì sinh hoạt của thân tâm, có những cái nếu như không có thân thì cũng còn có tâm để nghĩ, phải luôn luôn cảm thọ cảm thụ trước những cảnh đời, trước những cái diện tiếp xúc với các cảnh, có thể nói là như vậy. Thì nếu như mà chúng ta tiếp xúc với các cảnh đó, bởi vì còn tiếp xúc các cảnh tâm chúng ta còn phiền não cho nên nó dao động, nó gặp nhiều cái sự bất lợi cho mình vô cùng. Vì thế cho nên thường thường thì chúng ta tiếp xúc trong cái chuyện khổ thì không vừa lòng nó nhiều, hay là chúng ta
Tất cả bao giờ biết mà tìm về cái sự tĩnh lặng hay là một cái sự yên lặng của cái tâm hồn mình, mà chúng ta luôn luôn thích cái mặt nắng, thích ở cái nơi cô hội đông người phố thị vân vân, thì cái vui đó chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu như tâm của người nào mà có sự tĩnh lặng, người ấy có thể thích ưa cái sự thanh vắng, cái sự tĩnh lặng, sự yên ổn giữa núi rừng hay nơi thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó là một điều rất là an lạc, nhưng không dễ dàng để thực hiện được nó. Bởi vì chỉ có một sự trọn vẹn đó là khi nào chúng ta giác ngộ, hay là chúng ta được cái nghĩa gọi là tịnh tịnh vi lạc, có nghĩa là cái sự tịnh tịnh, sự vắng lặng phiền não, thì cái đó rất là khó. Thì vị chư thiên nói rằng đặt giữa trưa đồi chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta kiếp sợ. Và Đức Phật này nói rằng nay là thời giữa trưa đồi chim muốn thanh lặng, vang tiếng động rừng sâu, ta vui thích, ta thích thú. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng như lời dẫn của Thượng Lực Đặng nói, chúng ta biết ở trong bạc ngàn, nếu chúng ta đi một cái khu rừng thì chúng ta mới thấy một khu rừng đó quay quanh ta không có một mái nhà nào hết, không có một cái cảnh tượng gì trước mặt mà chúng ta gọi là như là con người, cái mái nhà kia, một người xa xa đó có con trâu con bò, một người kéo cày vân vân, như là một sự bình yên của miền sông nước, cái sự bình yên của miền sông nước. Dạ xin quý vị, xin lỗi vì sư đang giảng chút xíu, sư gọi lại nói xong. Thì đó chính là một cái sự bình yên. Nhưng ở đây nó là rừng, thì cái sự bạc ngàn đó, nó thâm hút, mở đó cái tiếng chim vào trưa như rồi đang nói, thôi bức nóng nảy thì chim nó reo, hay là chúng ta biết mỗi chỉ cái tiếng ve kêu thôi. Quý vị nghe cái bài hát là ve kêu gọi hà sa. Trước khi trưa này chúng tôi ngồi ở dưới gốc cây, chúng tôi nghe ve nó kêu tính nổi luôn. Thì chúng tôi tại sao như vậy? Nó có cây cối nó nhiều thì ve nó nhiều. Thì cũng như thế nào? Thì nếu như ở trong rừng á, nếu mà rừng mình nó yên lặng, mình nó an lành á, thì chim nó đậu vào. Và vì vậy cho nên khi mà có tiếng chim kêu cũng như là vi vu, kêu cũng như là kêu phấn là bạc ngàn đó, thì khi chúng ta bước vào khu rừng đó, sự thật ra nó vẫn là cây cối, nó vẫn là chim muông, nó sống đó. Nhưng tâm của chúng ta sẽ nhất, nếu như chúng ta không vững tâm, ở đây chúng ta nói thêm cái từ nữa đó, chúng ta không có vững tâm thì chúng ta dễ rất là run sợ. Bây giờ nói ví dụ để quý vị, chúng mình vào cái chùa nào đó, mà cái chùa đó nó yên tĩnh quá, hãy đi quý vị đi vào cái điện Phật, điện thờ nào đó mà nó hôn hút, mà kiểu như là những cái xung quanh chúng ta là những cái màu sắc mà nó rất là nhẹ nhàng, mà làm cái tâm của mình như nó có một cái gì đó nó chúng ta gọi là cái ma quái đó. Thì cũng vậy, cái đường sâu nó tạo chúng ta cũng như là một cái gì đó mà qua ma quái, tiếng chim kêu, tiếng dưỡng hú và những cái tiếng nó rì rào của lá cây vân vân, nó tạo cho chúng ta một cái hiện tượng mà ma quái, chúng ta rất là sợ. Cho nên cả thiên thần nhiều khi coi nghe những cái tiếng mà ta còn khiếp mà nhé. Để đó là âm thanh của đường sâu đó, nó nhiều cái làm cho chúng ta rất là
mệt mỏi, nhưng ngược lại cái chốn tĩnh lặng của rừng sâu đó, đối với những người giác ngộ đó, những bậc ẩn sĩ đó, thì đó chính là cái nơi mà vị ấy chúng ta gọi là trải hồn hay là thả hồn, rất là hạnh phúc. Mà được như vậy thì vị ấy đã không còn cái phiền não, không còn cái ưu tư, không còn cái sự lo lắng, thì vị ấy mới đạt được như vậy. Và kính thưa quý vị, bởi vì trong cuộc đời chúng ta quá nhiều chuyện trong cuộc sống này, như là thắng thua, hơn thua, hoặc là cái sự quan trái, hoặc là sự quan hờn, hoặc cái sự yêu thương, bất tội nguyện, vân vân. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, trái tim chúng ta đau nhói, tâm hồn chúng ta đã quỷ quái. Và bất chợt một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy muốn được bình yên. Nhưng quả thật không dễ dàng thích nghi với cái bình yên đó. Bởi vì chúng ta không có vững tâm, chúng ta không có vững tu. Có thể là chúng ta muốn đi nơi này, muốn đi nơi nọ để trải nghiệm, để chúng ta trốn thoát, nhưng quả thật cũng không trốn được, cũng không thoát được. Mà chúng ta không tìm ra cách nào đó để mở ra cõi lòng của mình, để tìm nơi ấy bình yên, quả thật rất khó. Bởi vì tại sao khó? Bởi vì tâm của chúng ta quá nhiều cái sự chấp thủ, quá nhiều cái sự hơn, sự thua, quá nhiều cái sự oán hờn, mà chúng ta không biết buông bỏ, mà chúng ta không biết nhẹ nhàng. Một lúc nào đó, quý vị thử trong phòng, giữa đêm khuya thôi. Thật ra quý vị ở thành phố thì nó có lẽ nó nếu ở thành phố nhà sang sát với nhau, hay là có thể nhìn chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu quý vị vào cái chùa, một lúc nào đó quý vị vào cái chùa, cái thất nào đó quý vị thử mở xa xa thành một chút xíu, ở vùng xa xa chút xíu, đừng có gần cái địa thành quá. Thì vào những cái lúc đêm khuya đó, đêm khuya thôi, chúng ta cũng cảm thấy một sự khiếp sợ luôn. Khi tắt đèn xuống rồi, khi tắt đi cả sáng, thì chúng ta cũng thấy xung quanh của chúng ta thôi cũng là cái ma quái nó xuất hiện. Cái sự tĩnh lặng nó rất là đặc biệt. Mà nếu như người nào có cái tâm tu, có cái tâm dịu hiền, có cái tâm mát mẻ, thì ngài có thể điều tiết được, làm cho nó thích nghi được. Và lúc đó nếu như chúng ta giữ gìn cho tâm chúng ta nó an lành, trở nên một trạng thái an lành, nó mới thỏa thích được cái cảnh đó. Kính thưa quý vị, tâm của chúng ta nếu bất an thì chúng ta sẽ khiếp sợ, nhớ. Bởi vì tâm bất an thì chúng ta mới sợ hãi. Bởi vì tâm bất an nó khiến nội tâm của chúng ta nó dao động, tức là tư tưởng này, sự suy nghĩ này bất an, cho nên nó tâm nó dao động. Đây là một điều mà chúng ta khó tránh. Một người có cái tâm an tĩnh thì người đó sẽ gặt hái được rất nhiều trong đời sống, làm việc cũng như trong cái nội tâm của mình. Tại sao mà Đức Phật ngày nhiều lần kêu những người đệ tử của ngài, đây là núi rừng, kia là tha ma, kia là mộ địa, những nơi thanh vắng, các nơi phải tầm tứ nơi đó, để chi vậy? Để tâm được bình yên. Giống như người nào mà sống ở núi rừng được, tâm của người đó nó bình yên, nó không sợ,
ở núi rừng thì quý vị biết nó bị nhiều cái dạ thú, chẳng hạn như rắn hoặc là những cái con thú hoang dã có thể gây ra đe dọa đến ta, nhưng đều vẫn có thể bình yên trước những sự đe dọa đó. Mỗi chỉ những cái rắn rít thôi cũng là khủng khiếp rồi. Tôi lấy nặng hai kể ở bên cái rừng của Thái Lan, bên U Đôn, mình bắt Thái Lan á, chứ tăng ngồi tu thôi ở trong phòng đó, rắn rít nó trên trận, nó ngồi dưới này tu. Hồi xưa chúng tôi có đến cái chùa Kỳ Phật Bà Mỹ To, thì chúng tôi thấy cái hiện tượng đó, từ ở trên rắn á, nó quấn dụng nhập quá đó, ngồi dưới này phát sợ. Nhưng điều đừng làm thì không sợ nó nữa, chúng ta phải đối diện với chính nó. Chúng ta nghĩ rằng không, nó sẽ không có hại chúng ta. Và khi mà tâm của chúng ta khởi lên từ tâm thì nó không hại mình. Thì quý vị cứ suy nghĩ đi, ngồi trong cốc mà để chúng ta tu thiền. Vậy cho chúng vị, quý vị nhắm mắt, nó rất là bệnh của nó túng ngay trước mặt chúng ta hay gần bên chúng ta. Sự thật nếu chúng ta ngồi yên có chuyện gì hết, nếu chúng ta nhúc nhích một cái liền, nó tưởng đâu là đe dọa nó cắn chúng ta ngay. Nhưng điều quả thật đâu có vị nào, hình như là ít có vị nào mà ngồi trong trong phòng mà nó cắn vị đó. Tại sao như vậy? Tâm của vị đó không có dao động, tâm không có bị dao động nhiều, yên tĩnh nhiều. Nó cũng là một từ trường, nó cũng là một cái mà chúng ta metta karuna, cái tâm từ tâm bi, nó cũng là một điện từ, coi như là như là một cái sự chia sẻ, một cái nguồn, coi như là cái nguồn tâm á, nó có thể giao những chiêu cảm đến cái loài rắn luôn, sẽ đến những cái loài dã thú luôn nha. Thì cái tư cũng biết là Đức Phật cũng dùng cái từ tâm để cảm thắng thôi nha. Gọi là cái lý nha. Thì chúng ta biết rằng nếu như mà mình trong bất cứ hoàn cảnh nào mà tâm của mình được yên tĩnh, nhớ Đức Phật á, ngài nói ngài thỏa thích trong cái sự tĩnh lặng của rừng sâu của bạc ngàn, thì là sao? Bởi vì tâm của ngài không còn phiền não, hay là các bậc trí tuệ, hay là các bậc thánh hiền, khi mà tâm còn phiền não, thì bởi vậy là khi mà trong kinh có nhiều cái giai thoại, một số vị đề tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, khi mà ngồi tu viện mới sau khi giác ngộ mới cảm thấy cái sự thỏa thích, khi mà chúng ta sống không bị cơ sự trói buộc, không bị cái sự khổ đau sanh tử, thì chúng ta rất là tốt ở trong cuộc đời này. Còn cái sự tương tác, còn cái sự qua lại, thì nó phải cái bị cái sự thương, sự ghét, sự giận, sự hờn, sự thiếu, sự đủ, sự thắng, sự thua, vân vân, tất cả mọi thứ. Mà nếu như chúng ta vượt qua được, chúng ta vượt qua được, thì đó cũng là một cái hạnh phúc. Nếu như chúng ta chưa đắc thánh, thì đó chúng ta trải nghiệm nó rất lớn. Có người từng vấp ngã thì có người đã nhìn cuộc đời xa suốt được. Một con người có đau thương thì tâm hồn nó cứng rắn. Nên rằng cái sự tổn thương đó, cái đau khổ đó, người ta không muốn lặp lại. Nhưng nếu như có lặp lại thì nó không phải là một cái khủng khiếp đối với người nữa. Bởi vì sao vậy? Vốn chúng ta đã đọc thì cũng vậy. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ một chút xíu thì chúng ta thấy đối với tâm của cuộc chư hiền thánh tăng á, các ngài đã giác ngộ, và từ cái chỗ giác ngộ đó tâm nó không còn bị khuấy động, tâm nó không còn bị dao động.
mà đó chính là một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một trạng thái không còn vui, không còn khổ, không còn giận, không còn hờn, không còn sanh tử, không còn khổ đau. Nói chung mọi trói buộc không còn nữa, một cái sự ghét thương còn nữa, vì ấy tự tại vô ngại trong cuộc đời này. Cái giá trị đó dù cho có được tốt, được xấu, bị thua, bị thiệt như tất cả mọi thứ gì, nhưng tâm của vị ấy cũng vẫn bình yên. Kính thưa quý vị, chúng ta không dám nói chúng ta đắc được thắng, nhưng nếu như chúng ta tu tập, chúng ta biết buông bỏ, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ xem như không, thì nó cũng rất là khỏe. Nếu như con trí tuệ ở trên bắp bế đứng dậy, nó tụt xuống hết, thì mọi chuyện khổ trên cuộc đời chúng ta cứ đặt nó trên bắp bế hết đi, đứng dậy cho nó rơi xuống, thì nó đỡ. Và cũng phải nhớ rằng ở trong kinh Đức Phật ngày dạy, mọi cảm thọ đều vui, chuyện buồn chuyện vui gì rồi cũng vô thường hết, đừng có chấp thủ, đừng có giữ gìn, đừng có đau thương, đừng có nối tiếc, đừng phải quán hờn nó. Trong chuyện làm của chúng ta hôm nay được thua mất còn, trong tình cảm chúng ta nó đã trôi xa tầm tay của mình, vân vân và vân vân, tất cả đó là các pháp hành phải như thế. Sự hiện hữu mà chúng ta đối mặt đây chính là những cái điều khổ đau sanh tử. Nếu như mà ngồi mà cứ than quan trách quán quá thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Cũng vậy, một người bị quá nhiều trói buộc thì người đó khó tìm được sự bình yên. Chúng ta quá nhiều thì chúng ta loạn tâm, chúng ta dao động. Từ cái chỗ ở trong cuộc đời nó vui ít mà nó khổ nhiều, mà sự đau khổ nó càng dài, nó càng đeo đẳng, nó theo ta mãi. Hiện tại tức là chúng ta sống đương đầu với những bão táp, với những hiện tượng của cuộc sống, những bệnh tật, những bệnh dịch, nó khủng khiếp lắm. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta luôn luôn chúng ta sợ hãi, thì đó cũng chính là không phải là một biện pháp. Mà chúng ta biết ngăn ngừa, chúng ta biết tránh né, để chúng ta được yên vui. Chứ chúng ta không phải biết sợ nó nữa. Chúng ta sợ nó. Một người, quý vị biết là chỉ vô tình cầm nắm một cái gì đó của người khác mà bệnh, chúng ta cũng bị bệnh. Hay vô tình đi ngang một chút xíu thôi mà trong tầm lây nhiễm của hơi thở hay là có thể của virus, nó phủ ra thì chúng ta đã bị rồi. Thì hỏi vậy chứ bây giờ cái điểm an toàn nó là chỗ chúng ta cố gắng giúp tự gìn giữ theo cái cách mà coi như là phòng ngừa thôi. Mà nào là chúng ta đeo khẩu trang, nào là chúng ta chuẩn bị, chúng ta rửa tay vệ sinh cho nó sạch sẽ, tránh đụng chạm những cái gì mà linh tinh ở nơi công cộng đông người. Quả thật đúng như vậy, nhưng chỉ có một cái thôi. Sự thật ra mà chúng ta chỉ đưa đồ nhau thôi, đưa cái ly, cái muỗng, đưa cái trái vật này vật kia thôi, cũng là chúng ta thua rồi. Thì nói vậy, cuộc sống này, Đức Phật mới nói rằng cái sự sống này nó rất là nguy hiểm, mà chúng ta không có thể định đoạt được sự sống và cái chết, chúng ta không định đoạt được. Và chính vì vậy cho nên cuộc đời này nó bất an lắm, nó không có an toàn. Có nơi nào bằng nước Mỹ về khoa học, y học? Nhưng ngày hôm nay tất cả những điều đó họ cũng phải bó tay. Bó tay ngay cả luôn các vị
bạch học. Các vị thầy y học ở Mỹ khi mà gặp con virus này thì cũng phải điều trị nó, thì cũng phải tìm cách đối kháng với nó, chứ không có dám hòa nhập với nó, thử với nó không dám được. Chính họ có thể sao bắt đầu chế tác để kháng lại nó. Thế nên muốn nói cái sự bất ổn, cái sự không an toàn trong cuộc đời này, chúng ta thấy xung quanh của chúng ta nó nhiều cái điều kiện mà có thể đưa đến cho mình bất ổn. Chứ đừng có nói chi giữa núi rừng rộng khắp một mình thì quý vị thấy khủng khiếp. Đi du lịch cái nơi mà chẳng hạn như qua bên du lịch, sự thật ra qua một cái Elora Ajanta, đi vô những cái hang động mà chỉ một mình quý vị đứng cùng gì khiếp luôn, ma quái vô cùng. Hay nếu quý vị qua đi Angkor Wat á, có một kỳ chúng tôi đi lên cái Angkor Wat, chúng tôi đi lên cái tầng cao nhất luôn, mình cũng sợ lắm. Người ta nói đi lên đó, người ta cái tâm hồn người ta sợ, không hiểu đi lên đó, mình không sợ một cái gì hết. Mình đi lên đó nữa, còn sức đi nữa nhưng điều mà thôi, sợ cái như này coi như đòn chờ trên bụng mình đi xuống nó nói với mình, tôi sợ đi, tôi càng là đến tôi thấy run mà sợ. Lúc đó đâu có gì biết, đi mình xa rồi cũng mình không thấy ai. Nhưng đúng là mình không có cái tâm khiếp sợ. Không phải là chúng tôi hay quý vị, nhưng mình nghĩ rằng, có nghĩa rằng chắc hồi xưa mình có ở đó, cái tâm mà lúc đó không sợ gì hết. Nhưng đừng có những lúc đi vô những cái chỗ, những cái hang á, nó nhỏ thôi, nhưng đừng nó ngút thì cảm thấy khiếp sợ. Sự muốn nói ở đây là cái gì? Kính thưa quý vị, cái tâm của chúng ta đối diện với cái thiên nhiên, đối diện với cái đối với cái cảnh đó, ta tùy theo tâm. Nếu như tâm của chúng ta mà tâm mà chúng ta có những chuyện u phiền làm rối cả lòng ta đó, thì chắc chắn rằng chúng ta bước lên những cái nơi thanh tịnh, hoang vắng, núi rừng mà ở đó nó không có người, không có bóng người, thì tự nhiên chúng ta sẽ rất là dễ khiếp sợ. Và chúng ta nhớ có một lần mà vua Vasenadi đi vào rừng cùng với một người cận vệ của mình đó, đi vô gặp các vị, đi đến một chỗ tức là rất là náo nhiệt, con chim nó la rối tung sùm, hoặc là coi như ở chỗ đó là chỗ của tướng cướp, thì có con sáo nó la, nó réo, nó la, có người tới còn đi đến cái chỗ của người ta thì kêu tu đến nỗi nó yên lặng mà vua Vasenadi phải phát sợ đó. Thì trong kinh cũng ghi lại những cái giai thoại nói lên một cái sự yên tĩnh tâm hồn của tăng. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, nếu như ở núi rừng bạt ngàn hoang vắng và thanh tịnh như vậy, tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, thì chúng ta cũng hòa nhập được với cái giá trị đó. Mà nếu như chúng ta là những bậc đại trí, là những người có cái tâm tu chứng đắc thiền định hay hoặc chứng đắc đạo quả, thì tâm chúng ta có thể hòa nhập với nó. Hoặc nếu như không chứng đắc thiền định, không chứng đắc đạo quả, thì chúng ta có cái tâm mà buông bỏ bớt, nhàm chán bớt cái cuộc đời, thì chúng ta cảm thấy rất là thích nghi với thiên nhiên, thích nghi với một cái sinh thái rộng lớn. Cho nên ở đây con người mà có cái đời sống tâm hồn, có cái đời sống mà chúng ta cho là cái đời sống nội tâm á, thì chúng ta sẽ gần kề được. Tâm của chúng ta nó cũng nếu như chúng ta biết buông bỏ, thì nếu chúng ta đụng vào cái thế giới của tâm linh mình được yên tĩnh đó, mà tâm của mình yên tĩnh đó, thì chúng ta đỡ đau khổ. Mọi khát vọng, mọi oán hờn, mọi cái chuyện hơn thua áp lực đó, nó không phải là một vấn đề đối với chúng ta nữa. Mà chúng ta
không cần. Cũng như chúng ta nhớ có một cái tích truyện, tức là có một cái vị tỳ kheo á, được Đức Phật ngài bảo đến để mà đọc kinh cho ngài nghe, thì cứ đọc cái về cái vị này tu đạo thật tới chứng đắc, mà vị này thuyết pháp giỏi lắm, thì về mới bắt đầu khi đó đó thì mẹ của vị này đó, giàu có mà. Cái ngày về thì các vị chư thiên á vỗ tay reo mừng khi mà được Đức Phật ngài tán thán, thì bố sao ở trong nhà sẽ tự nhiên yên tĩnh, tự nhiên reo mừng. Thì kính thưa quý vị, thì bà ta mới hỏi, ủa ai vậy, nó ta là người thần trong nhà, mà tại sao ông vui mừng cái gì? Nó không, tôi vui mừng con của bà chứ không phải tôi mừng bà, mà cái gì mà tôi vui mừng, con của bà đã đọc một cái kinh văn cho Đức Phật ngài nghe. Thì bà ta có nghĩ rằng nếu mình mấy mà ngài đọc cho Đức Phật nghe thì đúng mốt, con tôi về tôi sẽ nói, hỏi con tôi sẽ đọc cho tôi nghe. Thì ngay khi mà một hôm đến ngày mình trở về thăm mẹ, thì sau có đọc hỏi như vậy thì mẹ bà quan hỷ vô cùng. Mẹ ngài quan hỷ mới đến thỉnh ngài, mới cử hành cái pháp hội cho ngài thuyết giảng. Và bà ta bỏ cái nhà, bà ta đi đến cái pháp hội để nghe mà. Và đồng cái tên cướp nó mới đào vào cái đào mà nhà của bà ta, rất là nhiều cái hầm châu báu và cũng nhiều cái hầm, nhiều cái sự cản trở, nhiều cái sự bảo vệ, những hầm châu báu vừa vàng, và người ta đã đào tới gần cái hầm vàng của bà rồi, các gia nhân tới báo bà ta cũng không quan tâm. Tôi quan tâm cho đây hết tất cả mọi người trong tứ cướp ấy, người đi đến của tại sao bà này, quả thật bà này không còn lo lắng gì nữa, mà ta an tịnh ở trong pháp khi được con của mình nghe, con của mình giảng như vậy. Thì muốn nói đây, khi tất cả chúng tâm của chúng ta nó an tịnh thì cái giá trị vật chất của cuộc đời nó không có tác động chúng ta. Bao nhiêu cái tiền của, bao nhiêu cái danh vọng, bao nhiêu cái sự nghiệp chúng ta đang phải là một vấn đề nữa. Có một số người họ rất là hay, họ đi tu thiền, giờ họ bỏ qua tất cả những cái gì mà ở đó vàng bạc châu báu gì cả, họ biết tu. Chiều này có một cái người đệ tử chở chúng tôi, họ ghé vô một cái tiệm mà tiệm vàng bạc đó, thì họ có giao dịch. Thì chúng tôi xuống xe, chúng tôi đứng ở đó, cho một người chủ tiệm vàng đó hỏi chúng tôi, giật mình, họ có tu thiền. Họ nói con đi qua Ấn Độ con tu thiền. Họ nói luôn, con tu thiền nguyên thủy, thiền tứ niệm xứ. Cái chúng tôi giật mình, thì lúc đó đang ngồi nói chuyện chút xíu ấy, thì cái người đệ tử bước đi ra, thì chúng tôi mới nói đệ tử có biết cái ông chủ này ông tu thiền, cái ông này đệ tử không, ông chủ này không quen với con, ông tu thiền đến niệm xứ, xin tu thiền đến niệm xứ, thì cả cái tiệm vàng bạc châu báu của ông rất là nhiều, ông mới thấy được, chỉ tích tắc không còn cái gì nữa, chứ chưa nói là hơi thở này chấm dứt rồi, mọi cái này nó bỏ, nó không còn cái gì, không có cái gì gọi là phải khổ đau nhớ gì mà nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nghe nói thôi, thì cái tâm nó hồn quả thật không đi tu cũng mới thấy mình có tiền của vàng bạc gì chứ, chắc cái là xong, hay là cái sự vô thường, cái mất mát cái đơn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta có nếu anh hiểu được như vậy thì tâm anh sẽ rất là tốt đẹp, rất là hoàn mỹ. Thì chúng tôi cũng nói, nếu trong cuộc đời này mà chúng ta đang có, mà chúng ta biết rằng nó sẽ biết gì, chúng ta sẽ không ngờ. Mà tu tập cái thiền quán thì cũng như thế. Dù cho mình có ái chấp, dù cho mình có như thế nào rồi, thì muôn việc điều lương mấy đất hơi vừa dứt, việc đời cũng sẽ chấm dứt tất cả thôi.
cái sự vô thường, cái sự sanh diệt, cái sự đổi thay, cái nhân dung. Nếu như chúng ta lập tâm như vậy thì cái tâm hồn chúng ta nó được bình yên, hiện tại này được bình yên để chuẩn bị cho cái bảo táp tương lai gần tới, mà chúng ta vẫn được yên, chắc chắn chúng ta được yên. Và nếu như chúng ta tập mọi cái việc gì xung quanh của ta nó có thể biến động, nó có thể biến chuyển, thì chúng ta hiểu và biết được như vậy thì trong cái núi rừng, nhưng trong cái sự mang vắng, trong những cái là cái sự xa xôi, thì chúng ta có thể lèo lái và chúng ta có thể vượt qua được, chúng ta có thể khiếp sợ. Xin nhắc lại cái sự tĩnh lặng tâm hồn của Đức Phật và các bậc, nó là một giá trị tuyệt đối, nó là một giá trị tuyệt đối để tâm của vị ấy hân hoan, tâm của vị đó luôn lúc nào cũng an lạc trong pháp hỷ của mình, trong pháp hỷ pháp hành của mình. Nhưng tất cả chúng ta cái tập tự mình tập, một mình đối diện với chính mình chứ không đối diện với ai nữa, thì cuối cùng một mình đến đây, một mình ra đi thôi. Đó là sự thật. Và khi ở tận núi rừng, tâm của chúng ta gặp chúng ta, tâm chúng ta không có phải sợ hãi, tâm chúng ta không có phải sợ những cái giả thú hay những nơi nguy hiểm đối với mình, bởi vì mình biết buông bỏ, mình không khiếp sợ. Bởi vì nếu chúng ta khiếp sợ là do tâm chúng ta sợ cái gì? Sợ chết, sợ mất cái thân này. Chứ nếu như chúng ta nghĩ rằng rồi cái thân này trước sau gì cũng chết, chứ đừng sợ, mọi tất cả mọi nghiệp quả nó sẽ tới cho ta như là một cái, như là một cái định vị, như là một cái cái sự tiến triển, thì chúng ta sẽ được an lạc. Chứ dĩ nhiên chúng ta còn phàm phu, tâm chưa an, tâm còn nhiều cái sự bấn loạn, cho nên nội tâm của chúng ta dao động. Nhưng nếu chúng ta biết tu, chúng ta biết buông bỏ thì nó đỡ. Người nào có cái tâm an lạc, có cái tâm buông bỏ, thì người đó được hái rất nhiều cái lợi lạc trong cuộc sống. Bởi vì sao vậy? Ái chấp sẽ là đau khổ, bực tức, nóng giận lại càng đau khổ hơn. Tất cả mọi việc nó là vô thường, mọi việc nó sẽ qua đi. Nhưng là một cái điều gì đó mà chúng ta phải đối diện hàng ngày như mỗi ngày, bình minh vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hoàng hôn, sang buổi tối, và cứ vần xây kiếp con người cứ như thế mà trở đi trở lại. Giờ rồi chúng ta xa sự sống gần cái chết, cuối cùng sự chết đến. Trước khi sự chết đến, đó là sự già, sự bệnh, sự chết. Nếu như theo tiến trình, có những người chưa già đã bệnh chết, và có những người chưa sinh ra nếm được cái già cái bệnh mà vừa sinh ra đã chết, vân vân. Những hiện tượng của cuộc đời nó lăn trôi và nó đi từ hướng này qua hướng nọ, nó đi từ điều này qua điều kia, mà tất cả tâm của chúng ta có được vững hay không? Kính thưa quý vị, làm sao để tránh được cái sự sợ hãi ở trong mọi giờ đời hay đạo cũng vậy, điều dạy cho chính chúng ta cái giá trị tâm của mình, biết an tĩnh, biết buông bỏ, chúng ta không sợ hãi, không có chấp hận, chúng ta không sợ hãi, không có oán giận, tâm chúng ta không sợ hãi, nhẹ nhàng. Và như đã nói,
chúng ta hòa nhập với cái tĩnh lặng đó thì chúng ta rất là tĩnh lặng. Nếu như chúng ta trong sự tĩnh lặng đó mà tâm chúng ta bị dao động thì chắc chắn chúng ta sẽ sợ hãi. Mà muốn được cái sự không sợ hãi, tâm chúng ta phải được cái sự buông bỏ, được cái sự an trú trong pháp một chút xíu. Tức là chẳng hạn như chúng ta gặp những cái sự nguy hiểm vậy, chúng ta biết an trú vào pháp, nhưng chúng ta biết niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thí niệm thiên, niệm giới, hay chúng ta niệm về, hay chúng ta hít thở, chúng ta niệm về cái sự sanh sự diệt của hơi thở này, hay chúng ta niệm tưởng về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của danh và sắc này, của mọi hiện tượng này, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta dặn lòng rằng không có chuyện gì phải sợ. Tất cả một điều có nhân duyên, điều có nghiệp quả, chúng ta không sợ. Chúng ta không sợ. Nếu chúng ta lạc vào núi rừng, lạc vào những hang động mà không tìm lối ra, nhưng sự thật ra tâm chúng ta rối loạn là chúng ta hết tìm ra rồi. Chứ sự thật ra nếu như tâm mình bình tĩnh lại thì mọi thứ nó sẽ không có bất ổn. Cách đây chị cũng chừng tháng trước, chúng tôi cũng phải chưa tăng đi trên cái thang máy, đứng thang máy mở không ra, mà rất tiếc cái thang máy đó nó chỉ vừa có 4-5 người, nó hẹp nhỏ nữa. Thì lúc đó tâm của các vị nào cũng sẽ rất là lo lắng, lo sợ, nhưng chúng ta cũng nhận không sao, tất cả chúng ta đừng có nói chuyện nhiều. Bây giờ từng người mới gây cái tiếng động đập mạnh, nhưng sự thật ra là người ngoài đã phát hiện, người ta tìm cách, tức là người ta cạy cái thang máy đó ra để cái sự đi ra, nhưng mà cạy không được. Thì cái thứ quý vị đối diện với những cái đó, nếu mà sự khiếp sợ chừng nào, cái sự la hét càng nhiều, lúc đó nó không còn cái oxy nữa, tức là không còn cái máy lạnh nữa, nó đóng kín ngợp như vậy 4-5 người trong một không gian nhỏ hẹp như vậy và hoảng loạn thì không được. Thì chúng ta nói thôi, đừng có tâm của ai, đừng có sợ hãi gì. Bắt đầu từng vị gõ từ từ, hết vị này gõ, vị kia gõ, để cho nó đỡ phải la lối bực bội, nó gây cái sự ngột ngạt. Thì chút xíu từng 15 phút sau mở ra, thì phải nói rằng lúc đó là đối diện với cái sự nguy hiểm. Nhưng nếu tâm của mình lúc đó bình tĩnh thì nó có gì hết. Còn bây giờ mình đặt trường hợp 15 phút nó ra, nếu như trường hợp nửa tiếng nó ra, hay hoặc là một tiếng đồng hồ, nếu không ai phát hiện vân vân, thì cũng tùy theo cái duyên nghiệp mà chết thôi, chứ có chuyện gì đâu. Nhưng nếu tâm lúc đó gọi là nắm vị, thằng máy nó đứng và nó tắt máy luôn, nó không có lên cũng xuống mà mở ra cũng không được luôn, mà nhấn mà vào lúc đó cái điện thoại di động đó, điện nó không có sống, nó điện ra bên ngoài. Bắt đầu điện thoại có sống thì có những cái nó có sống, thì điện chỗ này không nghe, điện chỗ kia nghe được, rồi người ta không biết như thế nào, chỉ có một cái thông tin ra bên ngoài thôi, rồi thôi được rồi. Thì mình như vậy an tâm, không có chuyện gì hết. Tại sao như vậy? Bởi vì mình đối diện với cái gì, cái nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy được rằng cái cuộc đời này nó khủng khiếp lắm. Đó, cũng như ở giữa núi rừng, tự nhiên một mình thênh thang ở núi rừng của một mình thì phải nói nghe những cái tiếng chim kêu giữa núi cuốc, chúng ta phải rất khiếp sợ chứ đơn giản đâu. Nếu như tâm của chúng ta mà không tĩnh lặng, không có bình tĩnh là chúng ta bất ổn. Và như vậy cho nên đây tất cả đều do cái tâm bất ổn, do cái tâm đầy tham ái, do cái tâm bực bội, do cái tâm tham ái, do cái tâm sân hận, do cái tâm quán hờn, mà tất cả chúng ta
vì như thế, còn chính Đức Phật thì ngài quá tuyệt vời. Như chúng ta thấy ngài đã nói một cách, ngài vui thích với cái gì, với cảnh đó. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì chính tâm của Đức Phật là tĩnh lặng phiền não, cho nên mọi cái ngoại cảnh nó không là tác động. Và cũng như thế, chư hiền thánh tăng cũng như thế. Nhưng chúng ta là còn phàm phu, nếu chúng ta biết buông bỏ, chúng ta hiểu dục, chúng ta biết ích sân, chúng ta biết buông bỏ và chúng ta biết niệm cái pháp tùy duyên tùy tâm, vân vân, niệm cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, thì đó chính là một cái nội công, một cái sự thực nghiệm, một cái sự trải nghiệm của chúng ta rất là lớn trong cuộc đời này. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, xin có đôi điều trình bày qua cái bài học hôm nay về kinh tiến động đường sâu hay là cái thân tịch tịch. Nếu có điều gì thiếu sót, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng quan hệ cho được kính dân Phật Phật Đảnh đến chư Phật Đức Tăng. Chúng tôi cũng có thể chư Phật tử đời đạt lại kính quan trọng Phật Pháp và kính dân Phật Đảnh đến chư Thiên. Chúng tôi được các vị chân linh khi đến tại chùa của chư Quảng Nghiêm. Xin tất cả được an lạc được kính quan. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Nam Hoài Gia, Nam mô Sang Đại Gia. Chúng con kính cung thành tâm tu niệm Phật, không biết tiếng một chương trình. Thưa tòa, có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Nếu mà thưa tòa phát tân nghe được, xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô thôi được đầu tiên. Dạ, thưa tòa tân, thông thường chúng ta hạnh phúc bởi vì tâm tư của chúng ta liên tưởng đến cái đó là của ta, cái đó là ta, cái đó là tượng đạo của ta. Bây giờ thí dụ như một người suy tưởng rằng mình biết rằng mình nghĩ là ta là của ta, tượng đạo của ta thì nó khổ rồi. Nhưng mà một khi mình không có những thứ đó, không có cái ý niệm về ta, không có ý niệm về của ta, không có ý niệm tượng đạo của ta, thì đời sống mình trở nên vô vị, trở nên trống rỗng, có phải như vậy không? Hay là một khi mà chúng ta vượt khỏi cái ý niệm đó thì chúng ta vẫn có thể có an lạc như là sự an lạc của Đức Phật đối với sự tịch lặng của rừng sâu vậy. Xin thưa tòa Pháp Tân Hoàng Hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tùy Vi, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Ở đây thì rõ ràng thì người ta có những cái sự hạnh phúc của thế gian, người ta có sự hạnh phúc của thế gian, và chúng ta biết ở trong lời của Phật dạy thì có một sự hạnh phúc nó không liên quan đến thế gian, nó không có liên quan tới thế gian, mà ở đó nó là cái sự hạnh phúc do rằng chúng ta không có bị hệ lụy ở trong những cái sự ràng buộc của thế gian ấy. Cho nên là người ta có được cái sự hạnh phúc đó. Nhưng mà cái sự hạnh phúc đó nó phải nói là cái sự hạnh phúc, phải nói là nó bền chặt. Hạnh phúc đó là nó bền vững. Hạnh phúc đó thật sự là hạnh phúc mà mình nói là hạnh phúc của mình. Cuộc đời này đó thì chúng ta thấy rằng là thường thường đó là mình cứ cần cái gì đó là mình có được,
mình cho rằng cái đó là của mình. Nên khi mà mình có được những cái thứ đó thì mình gọi là hạnh phúc. Ví dụ như là người ta có tài sản thì người ta nghĩ rằng có tài sản là hạnh phúc. Thì theo cái thế thường, khi mà mình nghĩ rằng có tiền là hạnh phúc, có nhà cửa là hạnh phúc, có xe cộ là hạnh phúc, thì thật sự đó là trong cái nghĩa hạnh phúc của tương đối thôi. Hạnh phúc của tương đối, chúng tôi nói nghĩa hạnh phúc của tương đối ở đây là mình nghĩ rằng mình không có cái đó thì mình không có được cái sự hạnh phúc. Vậy cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu của mình, có tiền là hạnh phúc, có nhà là hạnh phúc, có xe là hạnh phúc, có vợ đẹp con xinh là hạnh phúc, có chồng con là hạnh phúc, vân vân. Thì cái nghĩ của mình là cái nghĩ trong cái thế thường cuộc đời là vậy. Khi mà mình có những cái thứ đó mình nói là hạnh phúc, nhưng mà không biết rằng có những cái hệ lụy khác, nó sẽ có những cái hệ lụy khác. Bởi vì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng mà mình mong cầu có những cái thứ đó, thì có những cái thứ đó thì mình gọi là hạnh phúc. Thì ở đây đó thì một điều đó là có những người đó, người ta cuộc sống hết sức là bình thường. Tiền bạc người ta cũng không phải có dồi dào, nhà cửa người ta cũng thấy là rất là đơn giản, tức là che nắng che mưa thì, hoặc là một bữa ăn một ngày chỉ là một bữa ăn bình thường, bình thản thôi. Cuộc sống họ hết sức là bình thản. Thì có những cái cần thiết thì nhưng mà họ cũng không mong cầu gì hơn. Không mong cầu hơn nữa, chỉ như vậy là người ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Mà thật sự là cái người đó họ cũng đã có cái sự hạnh phúc rồi đó, họ có được sự, bởi vì họ không mong cầu gì hơn nhiều. Có những người đó thì chúng ta thấy rằng tài sản đó là đầy đủ rất là nhiều, nhà cao cửa rộng, năm ba cửa, năm ba cái nhà, rồi những cái gì mà họ mong muốn, họ nghĩ rằng họ có đầy đủ hết rồi, nhưng mà chưa chắc là họ có được sự hạnh phúc. Bởi vì ở đó đó chúng ta thấy rằng là họ có thì họ phải có cái sự gìn giữ bảo vệ. Nó có là phải có sự gìn giữ bảo vệ. Mình không bảo vệ gìn giữ trực tiếp thì mình cũng phải nhờ người bảo vệ và gìn giữ. Thì một cái sự thay đổi gì đó trong cái cuộc sống của họ, họ có, họ phải bảo vệ, mà khi họ mất thì họ thấy họ buồn, thấy họ buồn. Họ thiếu, họ cũng thấy họ buồn. Họ mất thì họ cũng thấy họ buồn. Thì cái điều đó là cái hạnh phúc do cái sự cảm giác. Cho nên là có khi đó là họ có chưa chắc là họ đã hạnh phúc, mà họ thiếu chưa chắc là họ không có hạnh phúc. Vì ở đây đó thì những cái thứ đó mà có được, ví dụ như là mình mong muốn cái người thân của mình, vợ hoặc chồng, con hoặc cái, cháu chắc gì đó, nó phải như thế này thế nọ, nhưng mà rồi nó không như ý mình được đấy, thì họ thấy họ đau khổ. Mà thường thường là như vậy, mình phải bắt người khác, phải kêu người khác phải như thế này thế nọ, phải như ý của mình. Thì khi mà người khác không đáp ứng được như ý của mình thì mình cảm thấy đó là đau khổ, cảm thấy đau khổ. Thì cuộc đời này đó, thì chúng ta thấy rằng
cái ý niệm hạnh phúc của thế gian quả thật là nó có, chứ không phải là không. Như trong kinh Đức Phật này nó có cái vị ngọt của nó, có vị ngọt mà như người đời nhìn nhận đó là vị ngọt, thế gian nhìn nhận nó là một vị ngọt. Khi mà mình được của cải vật chất, được danh vọng, được địa vị, được trẻ khỏe, được đẹp đẽ, vân vân, thì cái mà mình nghĩ nó là hạnh phúc thì rõ ràng là nó có vị ngọt. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta nó có cái sự nguy hiểm của nó, cái sự nguy hiểm của nó. Và với một cái người tu thì sự thật ra mình nói nó vô ngã thì nó khó mà tiêu hóa được, hoặc là nói vô ngã thì chúng ta cũng khó bao giờ mà thực hiện được, khó thực hiện được. Nhưng mà rõ ràng là Phật dạy chúng ta nó có cái sự nguy hiểm. Bởi vì sự nguy hiểm ở đây đó là cái hạnh phúc đó nó có rồi nó sẽ bị mất đi. Cái mà chúng ta mong muốn thì nó luôn luôn là sự mong muốn nó toàn hảo. Thí dụ như là có của cải vật chất, mong của cải vật chất nó sẽ bền vững. Có sắc đẹp thì mong là có sắc đẹp nó là bền vững. Có sức khỏe thì nghĩ là sức khỏe nó sẽ bền vững. Rồi được mọi người yêu chuộng, rồi được mọi người làm theo ý của mình, thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó nó không phải như ý mình được đâu. Nó không như ý được. Một người mà được như ý mình được một phần nào đó thì mình gọi là như ý rồi, chứ nó không thể nào là hoàn toàn hết, là 100% được, 100% được. Cho nên là những cái sự hạnh phúc đó khi có mà mất đi nó là sự nguy hiểm. Khi có mà nó không tồn tại nữa đó là sự nguy hiểm. Thì ở đây đó, cái sự hạnh phúc mà mình gọi là bị ngọt, hay là sự hạnh phúc mà thế gian gọi là cái gì mà mình gọi là có, mà nó có với mình thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những thứ đó là do mình hạnh phúc, là do mình có những thứ đó. Nhưng mà những cái thứ đó không bao giờ là nó sẽ bền vững với mình hoài đâu, không như ý mình được đâu. Cho nên đó là sự nguy hiểm. Và như vậy đó thì đối với một cái người tu thấy cái đó là những cái sự nó không bền vững, nó không bền vững. Và một chỗ ý niệm là Đức Phật ngày dạy cho chúng ta những cái sự hạnh phúc. Một ngày đó thì chúng ta để ý là cái tâm của mình dâm rủi đây đó, dâm rủi đây đó, tức là theo các cái trần cảnh, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc, hoặc là những cái ý nghĩ gì mà mình nghĩ đó là sự hạnh phúc trong cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà rồi đó là chúng ta cứ chạy rong mà chúng ta cứ gọi là thả hình bắt bóng. Chúng ta cứ chạy rong như vậy thì cái tâm của mình nó không bao giờ ngơi nhé. Mình để ý cái tâm của mình đến lúc mà mình an tịnh trong một phần nào đó, trong một thời điểm nào đó. Chúng ta nó không nói là mình có một cái thời gian dài để chúng ta an tịnh nội tâm, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong một ngày mà mình có được cái sự an tịnh được bấy nhiêu thời gian đó, nếu được nhiều thì càng tốt, ít thì nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà khi mà mình có được cái sự an tịnh nội tâm thì mình đã nhìn lại cái tâm của mình, quả thật là đó là sự an ổn, đó là sự an ổn. Bởi vì mình cứ chạy rong rủi đây đó, bắt bóng theo hình, bắt bóng bỏ hình, tất cả những cái thứ đó là những cái sự mà chạy rong thôi. Nó không bao giờ mà chúng ta có được cái sự hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc thật sự là khi nào cái nội tâm mình không còn chạy rong nữa thì đó mới thật sự là cái sự hạnh phúc. Mà chúng tôi nghĩ cái điều này đó là không phải là do cái lý thuyết, mà do cái sự thực hành của mình. Mình thử để ý cái tâm của mình, rồi mình nhìn lại cái tâm của mình, có được cái sự an tịnh trong nội tâm trong vòng 10 phút, trong vòng nửa giờ, hoặc một giờ, nhiều hơn nữa, ví dụ
thì trong bản ý thời gian mình nhìn lại với cái tâm của mình, thời gian của mình có nổi, có được sự an tịnh đó, thì quả thật là mình không ăn cơm mình cũng thấy no, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy an lạc. Thì cái an lạc này là do nội tâm mình có được, là không, mình không chạy rong đây đó, không có đi theo với các cái trần cảnh, không hướng ngoại, mà bây giờ hướng về nội tâm của mình, thì cái sự hạnh phúc đó mới thật là sự hạnh phúc thật sự là của mình, thật sự là của mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng theo thế thường ở đời này, thì người ta cứ nghĩ rằng mình được cái này được cái kia thì là hạnh phúc. Còn cái ý niệm về trong cái vô ngã thì rõ ràng là mình nói trong một cách nào đó thì rõ ràng không có cái gì của mình. Ngay cả cái thân của mình đây nè, tâm của mình đây nè, cũng không phải là của mình nè. Bởi vì tất cả các pháp là do duyên hết, giả hợp hết. Cho nên là nếu chúng ta có một cái lúc nào đó mà có được cái tịnh, chạy là mình dành cho cái thời gian để mà mình an tịnh nội tâm, thì rõ ràng có lẽ là cái khoảnh khắc đó chúng ta có được sự hạnh phúc, mà hạnh phúc này là thật sự là của mình và nó chắc hơn. Còn hơn nữa đó là đối với các vị thánh nhân, các ngài chứng đắc niết bàn, được hoàn toàn tối thượng, đó là hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà cái đời sống tu hành á, nếu mà mình nhìn lại đó là cái nội tâm mà được an tịnh thì chúng ta mới thật sự là có được cái niềm vui lớn. Mà niềm vui đó là không phải là mình mượn đầu này mình lấy đầu kia để mình có mình hạnh phúc. Người ta ở bên ngoài, người ta có thể mượn đầu này lấy đầu kia để người ta gọi là hạnh phúc, nhưng mà rồi đó thì nó không phải là hạnh phúc. Và hạnh phúc của cuộc đời này thì ở ngoài đời thì người ta nghĩ là đó, nó là hạnh phúc trong cái cảm giác, cảm giác thôi. Mình thiếu cái này, mình đổi cái trạng thái này sang cái trạng thái khác của cảm giác thì mình đó là hạnh phúc. Giống như mình buồn ngủ mà mình được ngủ là hạnh phúc, và mình ngủ nhiều quá thì chưa chắc là hạnh phúc, nó là mệt mỏi. Mình đói ăn được đó là hạnh phúc. Khi mà mình ăn no rồi là mình cũng thấy bình thường, ăn no lại là cũng nhận đó là hạnh phúc. Nhưng mà rồi đó thì một cái trạng thái gì, cảm giác gì lâu dài thì nó trở thành nhàm chán, nó trở thành bình thường, không có gì là hạnh phúc. Và những cái hạnh phúc mà thế gian được nói đó, thì đó là những cái hạnh phúc giai mượn, hạnh phúc tạm bợ, và những cái sự hạnh phúc đó không phải là chắc thật. Chỉ có cái mà mình hướng cái tâm của mình về ở trong tại bằng phương pháp thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc an lạc nhất. Còn cái việc mà chứng đắc thành tựu thì đó là cái những cái nhân, những cái duyên do chúng ta thực hành, rồi để có một lúc nào đó chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc tối thượng đó. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sau cái trình thượng tọa pháp thực, sư Minh Thông, sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Minh Thông nghe được, xin thỉnh sư Minh trả lời cho câu thảo luận số 2. Sư Minh Thông, ở trong kinh có câu rằng có dao động thì không có kinh an. Thì câu này chúng ta nên hiểu như thế nào, và đặc biệt đối với đời sống hàng ngày của chúng ta? Kính thưa sư Minh Thông. Dạ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa sư phụ, con tuân lĩnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng xin giải ý nghĩa của câu Phật ngôn còn dao động thì không có kinh an. Kính thưa sư phụ, câu này nó nói về cái tâm của chúng ta. Thì bởi vì Đức Phật giảng dạy rằng cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta còn tỉnh thức
thì chúng ta thấy rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta giao tiếp với trần cảnh bên ngoài. Và cái câu Phật ngôn của cái câu mà trong cái Trung Bộ đó, thì Ngài đã giảng dạy rằng khi mà giao tiếp với trần cảnh bên ngoài mà tâm cái không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Có nghĩa là khi mà chúng ta còn có cái sự tham cầu hay là nghĩ gì ta có đa, có ta đây, chúng ta có của cải, rồi có vợ, có con, có tài sản, thì vì cái tâm của mình còn vướng mắc những cái điều đó thì cho nên mình sợ mất đi, bị gì cướp hay là nhà vua tịch thâu hay là thuế quan nó tịch thâu, thí dụ như vậy đó. Thì vì vậy cho nên cái người mà không có cái gì cả thì thật sự là cái người đó mới là không có cái sự mà dao động. Bởi vì vậy chúng ta lo sợ, chúng ta sợ mất, sợ đụng chạm đến chúng ta. Mà Đức Phật giảng dạy rằng trong cái một kinh nào đó thì một bà La Môn hỏi Thế Tôn mà sao mà rừng sâu thì đầy nguy hiểm như vậy mà các đệ tử của Ngài thì vẫn an nhiên. Thì Đức Phật nói là bởi vì những người đó là có giới hạnh. Một người mà có giới hạnh thì thấy rằng mình không có phạm giới, không có bị lỗi lầm gì, không có phạm gì của ai, không có đụng chạm gì của ai, thì một người đó có cái sự tin tưởng vững mạnh. Có thể là người đó có thể biết cái ngày chết, giờ chết của mình, và trước cái chết người đó không có rung động. Vì vậy cho nên cái bài học này là bài học mà cái câu hỏi của sư phụ đã đưa ra này, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta càng tham đắm, càng tích lũy tài sản nhiều thì chúng ta càng lo sợ mất đi cái sự mà an ổn của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, có những người có nhiều tài sản nhưng mà cũng vẫn an ổn, là tại vì những người đó có là tại vì cái phước báo của họ, nhưng mà họ có cái sự, có cái chiều dày của Phật học nó vững vàng, cho nên họ biết rằng cái đó là phước báo thì họ có thôi, còn có thì xài, không có thì hết thì cũng không thành vấn đề. Mà cái vấn đề ở đây là cái câu này để giảng giải chúng ta, nếu mà chúng ta vẫn còn vướng mắc tham đắm về cái tài sản của chúng ta, cho nên Đức Phật giảng giải rằng khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Vì vậy cho nên chúng ta phải học những lời mà Đức Phật đã giảng dạy và hiểu rõ cái giáo pháp của Ngài, hiểu rõ tâm ý của Ngài. Và vì vậy cho nên cái người đó mới là gọi là tự tại và vô nhiễm, và người đó có cái gọi là khinh an, có cái gọi equanimity, tức là không có bị dao động, không có sợ hãi cái gì cả, là bởi vì người đó không có đụng chạm đến ai, không có phạm giới. Đối với là Phật tử là 5 giới, mà đối với người tu hành là 227 giới. Là tất cả những cái điều gì mà mình quan sát, mình nhìn lại cái tâm mình để mình thấy mình có phạm cái gì hay không. Đôi khi mình cũng cần phải có những người bạn mình để quan sát. Đôi khi mình thì mình không thấy rõ cái tâm của mình lắm, mình không thấy rõ những cái sơ suất của mình, thì nhờ bạn bè mình nó chỉ cho mình. Đó là những người mà có đồng tu với nhau thì hợp lại với nhau để mà học tập như vậy. Đó là cũng là điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Vì vậy cho nên cái câu là không còn dao động thì không có khinh an. Vì vậy cho nên người nào mà còn dao động thì người đó có khinh an. Mà tại sao dao động? Đây là sợ. Sợ gì? Sợ mất. Đó là vì mình nghĩ là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Một người mà còn có những cái tư tưởng đó, hay là nói là nhà cửa tiền bạc của chúng ta, thì tất cả cái đó người đã luôn luôn nơm nớp lo sợ. Mà ngược lại, có những người hiểu biết giáo pháp của Đức Phật thì giàu có tiền bạc, giàu có của cải cái nhiều, nhưng mà họ nói cái này mình khi nào mà nói là còn là của mình thì nó là của mình, khi mà không còn là của mình thì giàu cho mình chôn của để dành,
thì giả xoa cũng lấy nhưng mà mang đi, hay là gì cái gì đó thì nó mất đi, tự nhiên nó biến mất. Cho nên cái người mà hiểu biết cái Phật lý thì không bao giờ dao động, là tại vì tất cả cái đó đều do có nhân quả mà thôi. Nếu nó là của mình thì nó là mình, mình không còn cái phước hưởng được nó thì nó tự biến mất. Cái điều đó mình phải hiểu như vậy. Kính thưa sư phụ, đây là cái câu hỏi của sư phụ mà con có một vài ý góp gắt như vậy. Nếu có điều gì không đúng, xin thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai để giảng giải thêm để cho con được học. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai. Sao chú kích trình nguyên sư vị thông à, chú tập tiêu nguyên ấy chú tỏ có ở trước máy và chú tỏ có nghe được không? Nếu chú tỏ nghe được xin chú tỏ có nghĩ trả lời không? Chú tập tiêu nguyên chúng ta khổ vì phiền não, nhưng mà cuộc sống mà hoàn toàn không có phiền não thì giờ hầu như là chúng ta thấy rằng nó làm sao hình như nó không có vui. Thì chúng ta thấy giải thích cái cảm thấy mâu thuẫn hay không? Mình sợ phiền não, nhưng mà không có phiền não thì mình cảm thấy không vui. Cái tính thiền tập Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Để có cái đầy đến chư tăng chặt cũng chưa phục tử. Đây là một điều mà chúng ta biết vì khó tu giải thoát là do lắm. Tại sao chúng ta mâu thuẫn khổ lị vì còn phiền não nhưng không cảm nhận của hạnh phúc đó, thì tỉnh lặng không còn phiền não? Quý vị có biết rằng khi người ta nói rằng là cuộc đời vui thì cuộc đời buồn nó có buồn, vui nó có một cái buồn thì nó có vui, thì cuộc đời là một điệp khúc liên tục của vui buồn. Nhưng xin nói rằng thử coi như lặp lại cái lời Phật, nó vui ít nó khổ nhiều. Hay là bởi vì một số người á, như là đông của chúng ta, nó cảm nhận cái trạng thái đang làm giải thoát họ rất là e ngại. Và nó làm phước thì họ chấp nhận và làm phước, họ chấp nhận họ tu, nhưng ít nhất cho nó có một chút xíu gì chứ. Tự nhiên tu không có, không có cái gì hết. Sao đây? Cho nên quý vị biết nó có những cái cảnh gọi là cảnh Tây Phương hay là có cực lạc, tu gì đó đi để hưởng, cái tu gì đó đi để hưởng. Đây là chúng ta biết là chúng ta muốn là chúng ta không có bị phiền não mà chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Mà hạnh phúc đó là cái gì? Là mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ này, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này chúng ta hưởng. Nhưng phải nói rằng là quá là mâu thuẫn khi mà khổ lị phiền não mà chúng ta không cảm nhận, mà sự tỉnh tỉnh vắng lặng của phiền não chúng ta đã bao giờ nghĩ đến cái đó. Bởi vì chúng ta đã quá tầm cầu, chúng ta nhớ rồi, chúng ta quá tầm cầu để được cái hạnh phúc, để được mà không làm mà có ăn, không phải khổ đau. Hay là chúng ta tu tập, chúng ta bây giờ thôi kệ, mình tu, mình ráng mình tu, ok, mình tu xong tới mình vô tu đồ quần cái rồi bảy kiếp đó đi vòng quanh thế giới cho nó an toàn, vân vân. Thì chúng ta sợ, chúng ta đọa xứ ở những cổ địa ngục hoặc sinh ra tu la ngạ quỷ, hay là không thể sanh trở lại kiếp con người,
được nhiều cái sự an lành, được nhiều cái sự tốt đẹp vân vân. Chúng ta sợ, nhưng đây chính là một điều mà chúng ta biết. Khi nào mà chúng ta còn, còn cái gì, còn cảm thụ ở trong cuộc đời, còn cảm thụ cái vui cái buồn mà nó tác động đến chúng ta, thì ngày đó chúng ta còn khổ. Ngày nào chúng ta còn mắt bắt lấy cái nó sắc tai nghe tiếng mũi của mùi thân xúc chạm lưỡi nếm vị mà vừa lòng cái thì cái lạc, thì cũng sẽ có cái không vừa lòng cái thì cái lạc nó hiện hữu. Đó là sự thật. Cái nhân sinh ra thời nó phải biến diệt, nó phải chịu chấp nhận. Cũng như chúng ta muốn sống, chúng ta muốn sống sống hùng, sống hùng, sống mạnh, sống khỏe, mà chúng ta sợ cái già, cái bệnh và cái chết. Rồi cuối cùng cái già, cái bệnh, cái chết, bởi vì chúng ta không thoát qua được, vì chúng ta mới ráng chịu đựng. Rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không muốn chết mà chúng ta muốn sống. Cho nên cái chỗ này đây chính là trầm luân sinh tử. Đấy, án duyên cho thú, giữ gìn bảo thủ không được, bởi nó bị vô thường của đạo vô ngã mà. Cho nên muốn sống, tiếp tục được sống, sanh hữu nghiệp vụ có mặt. Và cứ như thế, chúng ta cứ chạy nó, theo nó, mà chúng ta không bao giờ biết nhìn nó. Chúa cho nên nói rằng tại sao chúng ta sợ cái sự tâm vắng, bởi chúng ta rất là sợ cái sự tâm vắng, sợ cái tâm hồn của chúng ta nó buồn, nó khổ, cho nên chúng ta mới tìm nhiều cái điều vui. Như chúng tôi thường nói đó, thì chúng ta đi giải trí, rồi chúng ta đi du lịch, rồi chúng ta đi tìm cái điều vui này, đi tìm cái điều vui nọ để trốn tránh và khỏa lấp cái tâm tư u buồn này. Hay cái trạng thái mệt mỏi này, cái trạng thái mà nó ngắn ngủi này. Rồi thì cũng như thế thôi. Quý vị biết, như tiếng Hàn như Việt Nam vừa đã qua cũng như là 4-5 ngày mà phải cho nghỉ, ở nhà nước ta cho nghỉ, nghỉ được 4 ngày. Thì sau 4 ngày đó, hai người ta đi chơi, có những người đi chơi vô gì cho đi chơi rất là sợ bị lây bệnh, nhưng ở nhà người ta cũng thích chán, rồi đi chơi thì cảm thấy nó cũng có vui. Chúng ta thấy cái chỗ này chúng ta thấy cái trạng thái đó, cái trạng thái không vui rồi tìm cái gì cho nó vui. Chúng ta suy nghĩ quả thật khó có cái gì, rồi nó có vui coi như vui một phút chốc đó rồi cũng đi qua, nhưng người ta lại chấp nhận. Tại sao như vậy? Bởi vì khát hay quá nhiều. Sự thật luôn, khát hay quá nhiều. Mà khát hay quá nhiều thì chắc chắn rằng phiền não nhiều. Họ đâu có thấy. Nếu họ ít khát hay, họ biết ở nhà, họ biết họ thư thả một chút xíu, không cần phải đi chơi, đâu phải cho nó xa xôi, nó mệt mỏi, họ chỉ nhẹ nhàng thôi. Họ chỉ biết nghỉ ngơi một chút xíu, họ biết thư giãn, relax một chút xíu, thì nó rất là an vui. Chúng tôi nhớ cách đây vài ngày có một số phật tử tôi vô tập quét dọn chùa, thế tập quét dọn mà họ làm họ vui, mà có nghĩ cái này cũng hay, thay đùa họ vào chùa họ làm cái công đức này, quét dọn chút xíu thôi. Nghĩ cái đó, chúng tôi nghe thấy họ làm rất là vui. Vì cái thú vị, đó là trạng thái đó, chúng ta mới cảm nhận được. Khi mà, nếu chúng ta biết, cứ trốn tránh, cứ né tránh hoài, cứ tìm cái vui mà nó vui không được, thì chúng ta bằng một cái vui của thiện sự, thì đó là một điều quá tốt. Hay là một góc độ khác, nếu chúng ta cảm nhận được tất cả vì nó đến với mình, tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta còn tiền nặng,
não, bởi vì chúng ta không có phiền não thì chúng ta đỡ biết bao nhiêu. Bây giờ cũng như chúng ta nhớ, chúng ta nhớ cái hình ảnh của bịt mắt, cái bịt miệng, bởi có cái miệng này mới nói cho nó đủ thứ đủ chuyện hết. Cái mắt này nó thấy nó nhiều, chúng ta bởi chúng ta nếu gì, chúng ta có mắt mà chúng ta biết bịt mắt, có tai có tai chúng ta biết bịt tai, chúng ta có miệng mà chúng ta biết bịt miệng, chứ không phải chúng ta không có tai mắt mũi miệng gì mà chúng ta bịt, chúng ta không cần bịt. Thì đó nó yên ổn, bởi vì cái miệng nó kiện cái thân, vì có con mắt này cho nên mới có nhiều đau khổ, vì có cái tai này mới nghe những cái tiếng nó không vừa lòng thì bịt. Đó, đó đây là cái sự thật trình bày lên giống gì nghe đó. Chúng ta không có bây giờ hạnh phúc của sự tĩnh lặng khi không còn phiền não, đó mới là cả cái hạnh phúc. Bây giờ nếu chúng ta nói ra cái miệng nó kiện cái thân, nói thì nó gây ra nhiều cái không vui thì thôi chúng ta im lặng. Nếu chúng ta biết im lặng thì đâu có phải cái đau khổ, thì cũng chính là cái giá trị hạnh phúc đó. Hay là khi chúng ta biết á, cuộc đời nó vui thì cuộc đời nó buồn, nhờ vậy mà chúng ta không có phải đừng bớt đi cái tiền cái vui với cuộc đời này á, vì chúng ta nhớ tưởng nó nhiều, chúng ta được tìm quá khứ, được ước vọng về tương lai. Tại sao cái trạng thái đó nó yên? Bởi vì tâm còn vận động, tâm còn hồi tưởng, tâm còn ước vọng thì tâm nó bất an, phiền não, nhớ lại những chuyện gọi là không vui, chứ ít có nhớ cái chuyện vui lắm, nhớ cái chuyện mà nó li bi đát, mà nó đe tu, mà nó thê thảm thì gây chúng ta nó buồn. Còn nếu như chúng ta nhớ cái cảm giác mà nó có nghĩa là quánh quánh liệt liệt thì chúng ta tiếc nuối. Ô thời quánh liệt còn đâu. À, rồi quá khứ đau buồn gợi lại cho chúng ta lại còn buồn hơn. Tương lai nó không biết như thế nào mà cứ cầu cứ mong. Thì bởi vì Phật ngày rất là tuyệt vời ngày dạy chúng ta hãy ngay trong hiện tại này, chúng ta biết tu một chút xíu, chúng ta biết sống một chút. Để nó nghe tu thì nó nghe cái chữ đạo quá. Chúng ta biết sống một chút xíu, biết cảm thụ cuộc sống ngay trong hiện tại này bằng cái sự đơn giản, bằng cái sự nhẹ nhàng thì khổ liền nó cũng bớt hơn. Bởi vì chúng ta đa tham, đa cầu, đa dục, đa khổ, thế không? Một con người đi dài trong cuộc đời của tuổi thọ, của kiếp sống, cứ bình lặng mà sống. Chúng tôi nhớ chúng tôi đọc một cái câu nói cùng cái của cái ông đó. Người ta hỏi cái bí quyết của ông sống mà sao ông sống lâu mà ông sống được khỏe như vậy, một những cái mà ông tôi luôn luôn tránh né những cái gì mà nó buồn ở trong cuộc đời đi qua của tôi. Giờ bây giờ chúng tôi già, trời tôi cũng chẳng có muốn cái gì mà nó ghê gớm. Chúng tôi nghĩ rằng cứ đối ăn khát uống, đó là cái chuyện đối ăn khát uống, ăn biết kiểm soát ăn, uống biết kiểm soát uống, ngủ biết kiểm soát ngủ, và ông một vài một cái tĩnh lặng tâm hồn của ông trong cuộc đời sống của nó nhẹ nhàng lắm, cho nên cái tâm tư ông nó không có mệt mỏi. Rồi ông sống ông có một cái khu vườn riêng biệt, không có bị đụng chạm con cháu gì hết. Xưa thì ông còn cái bà vợ sống như bà vợ như vậy thì sao giờ vợ ông chết rồi ông cũng vẫn sống bình yên như vậy. Ông không cần phải có những cái con cháu xung quanh gì phải lo lắng. Ông không sống, ông tạo một khu vườn và ông rồi ông ra ông dọn dẹp, ông đại khái ông sinh hoạt như vậy đó, thì cuộc đời ông thấy nó đơn giản, ông cảm thấy nó hạnh phúc, cảm thấy nó trường thọ. Thì kính thưa quý vị, những người mà chúng ta biết buông bỏ chút xíu thì rất là tuyệt vời. Biết buông bỏ thì nó rất tuyệt vời. Nếu như không biết buông bỏ
hay là không có muốn, và chúng ta biết biết chúng ta biết tu á, thì cảm nhận của hạnh phúc, cái sự mất mát, cái sự đau thương, cái sự tất cả mọi thứ nó tủi thân, nó đến chúng ta, mà chúng ta biết cảm nhận nó, đối diện nó đó, thì nó đỡ. Chứ dĩ nhiên rồi, bây giờ hạnh phúc, bây giờ mà để mình tầm cầu một cái giả định thì mình biết rồi. Ví dụ mình tầm cầu mình khỏi Tây Phương, mà giờ biết mà Tây Phương cũng lên ngồi nữa thì cũng vậy thôi. Câu chuyện mà ta giả ra cái cảnh đó cho chúng ta vậy thôi, chứ sự thật ra còn cuộc đời còn hiện hữu là còn đau khổ, hiện hữu có mặt là đau khổ. Cái các bậc thánh luôn, các ngài cũng còn cái thủ quẩn này, thì các ngài cũng vẫn phải bị cái sự cảm thọ của cái sự đau nhất, của cái sự khó chịu của thân xác này. Thì tâm của mình không đau khổ thì cũng vậy, chứ đừng nói chi là tâm hồn của chúng ta là phàm phu, thì phải đối diện với những cái sự khổ sầu, đối diện với những cái sự bất tội nguyện, đối diện. Nếu chúng ta biết được ngày nào mà chúng ta ăn đắng, ăn cay mà chúng ta có thể ăn được thì cũng vậy, cái khổ đau trong cuộc đời nó cũng như là khi nào chúng ta có thể nếm được cái ớt, chúng ta ăn được một miếng mặn, miếng cay, miếng đắng, đắng như một gấu mà chúng ta cũng vẫn nằm ở trong miệng chúng ta được, chúng ta cũng vẫn nuốt trôi được. Rồi nó cay như cái ớt, ớt cay thật cay mà chúng ta cũng vẫn nuốt qua được. Thì đó chính là cái giá trị. Chứ còn nếu như cuộc đời này mà chúng ta cứ sợ cay, sợ đắng thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ. Và kính thưa quý vị, cái trạng thái tịch tịnh, tĩnh lặng, không còn phiền não, một cái trạng thái không còn vui, không còn buồn, không còn khổ, một trạng thái không sầu, không khổ. Bởi cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh tử thì có khổ đau, phải có nhân phải có quả. Như vậy thì khi chúng ta biết và chúng ta hiểu được cuộc đời nó một cách như thế thì nó đỡ hơn. Chứ dĩ nhiên nếu ngày nào chúng ta làm sao mà chúng ta có thể cảm thụ được hạnh phúc khi mà không còn phiền não, để chúng ta có bị người ta dẫn dắt đi tìm cái hạnh phúc này, tìm hạnh phúc kia, quả thật không có hạnh phúc nào cho bằng hạnh phúc mà khi tĩnh lặng phiền não, khi tâm hồn này không còn phải u sầu, không còn phải đau khổ, thì đó chính là cái trạng thái hạnh phúc nhất. Dạ, kính bạch thượng tổ không có đôi đường trình bày như vậy. Nếu có đi gì cần phương thức thì cứ tự hỏi nó bùng ra nhé. Sa thân kính thưa chúng ta, bạch chi tôn đức và thượng quý, đây là một ở trong những điểm rất là tế nhị của cuộc sống. Nhiều khi chúng ta thấy đó là nghịch cảnh, nhưng mà rồi chúng ta bị ghiền cái nghịch cảnh đó, không có cái đó chúng ta cảm thấy rằng mình không có điểm tựa. Ví dụ như là cạnh tranh, chúng ta đi học á, cạnh tranh với bạn bè, ra đời làm ăn thì cạnh tranh với những người khác. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì cái ý niệm mà mình có được cái này, mình hơn người này người kia, cái sự hơn thua với người khác đó cũng là một điểm tựa cho chúng ta. Có lẽ chúng ta không để ý đến chuyện đó, và đôi khi chúng ta dậy nảy từ chỗ là tôi không có cái đó, tôi không có hơn thua với người khác. Nhưng mà kỳ thật cái nghịch cảnh này, cái sự đối đãi nó lại là cái lực, nó là một cái điểm tựa để chúng ta phấn đấu, chúng ta đi tới. Mà khi những thứ đó không còn nữa thì chúng ta lại rơi vào cái tâm trạng gọi là nhạt nhẽo vô vị.
Ở đây thì chúng ta hiểu rất rõ là con người, thưa quý vị, mình sống có nhiều khi miệng mình thì nói là phiền, nhưng mà không có thì không được. Yeah. Ví dụ như mình bực bội thì là không muốn vợ, không muốn chồng, không muốn con cái, không muốn bạn bè, không muốn cái gì hết. Nhưng mà đôi khi người đó không còn nữa, và cái hoàn cảnh đã thay đổi thì chúng ta rơi vào cái sự hoang mang, hoảng loạn. Và chúng ta thấy rất nhiều, chúng ta thấy rất nhiều điều đó xảy ra ở trong cuộc sống này. Điều này cũng phải là chuyện đúng sai phải quấy. Nó đơn giản là cái bản chất của tâm, bản chất tự nhiên của tâm. Một ở trong ở trong chữ Phạn có hai cái chữ nó về cái cảnh. Một chữ là Aramana, một hai chữ là Alamana. Thì cái Alamana, Alamana có nghĩa là bám vào cái cảnh đó, tức là cái đối tượng bám vào của tâm. Chỉ tâm của chúng ta có một cái đặc điểm đó, là nó chẳng những nó bám vào tựa mà nó còn tựa vào cái cảnh này. Chúng ta để ý thấy là cái cảnh đó nó là một cái chỗ tựa cho chúng ta, nhưng mà đồng thời nó lại là một cái gì đó làm cho chúng ta lệ thuộc. Tương tự như là mình uống trà hay uống cà phê hay là hút thuốc, thưa quý vị. Chúng ta nên hiểu rằng những thứ đó đó, ngay cái gọi là junk food, tức là thức ăn ăn vặt, thì người ta nói nó cũng có cái độ nghiện. Dạ, nghiện giống như trà, cà phê. Có nhiều người thích ăn vặt, không ăn vặt họ buồn. Thì cái junk food đó, cái mà thức ăn vặt đó, nó tạo nên một cái độ nghiện nhất định và nó khiến chúng ta lệ thuộc. Có nhiều người thứ thì họ bị lên cân, bị bệnh béo phì, và bác sĩ khuyên là nên biết bớt ăn lại, nhưng mà họ lại không thể không ăn được. Khi mà hòa thượng còn hòa thượng một sinh viên đó, 18 cùng với thì ngài bị độc thần, và chúng tôi thường đưa ngài đi ra cái chỗ độc thần đó. Thì có cảnh tượng như vậy là có những người khi mà lọc thận đau lắm, thưa quý vị, lọc thận đau, tức là đó là một cái process mà người ta rút máu ở trong người mình ra, rồi cái máu lại đưa sang một cái hệ thống lọc để lọc chất loãng như là nước hay là những cái chất khác ở trong máu ra, rồi cái máu lại truyền lại trong người. Mà những người đi lọc thận thì quả thật là họ có vấn đề với cái bộ tiêu hóa, bộ bài tiết. Nhưng mà đi theo chỗ lục thận thì mình thấy một điều rằng có những người họ cầm theo một cái chai nước ngọt cốt á, mà 2 lít họ cầm theo, hay là họ ăn mang rất nhiều chân phút ra đó, họ vừa lục thận vừa ăn. Thì chúng ta mới thấy được cái khổ của kiếp nhân sinh là như vậy, là cái đó mình thật sự không có thích lắm, nó không có lợi lắm, tại vì đó là đồ chân phút mà gọi là chân thì nó đâu có cái gì tốt cho cơ thể đâu. Chúng ta nói đồ ăn tạp hay là đồ ăn vặt, đồ vặt, nhưng mà chúng ta lại cần đến đó. Không có đó chúng ta không chịu nổi. Thì ở đây khi một người đủ lớn đủ trưởng thành, ở đôi khi người ta vượt qua một cái giai đoạn thơ ngây, người ta biết những gì mà mình muốn. Nhưng mà cái biết những gì mình muốn, mình thích đó, nó chỉ đơn giản là một giai đoạn thôi. Khi người ta trưởng thành nhiều hơn nữa đó, thì người ta mới thấy rằng có một thứ hạnh phúc, mà hạnh phúc đó nó không có lệ thuộc, và hạnh phúc đó nó không phải vay mượn. Trong trường hợp này, chúng thấy rõ ràng là chư thiên đó. Khi mà buổi trưa đứng nắng, cả núi rừng tịch lặng, kể cái chim chóc nó cũng không có hót được, thì vị này cảm thấy rung sợ.
một cái sự im lặng, một sự thinh lặng. Sự thinh lặng mà chúng ta không có khó thì bằng lời. Chúng tôi thì có một vài lần cảm nhận được cái trạng thái này hồi còn nhỏ, không phải là ở trong rừng thưa quý vị, mà ở chùa Biên ấy. Thì, hồi đó chúng tôi ở chùa Sư Lý rồi có một vị sư cả tên là sư cả Trí Đức. Sư cả thấy chúng tôi học tiếng Campuchia, tiếng Miên. Thật ra hồi nhỏ thì chúng tôi và tòa tuyệt siêu học tiếng Miên một lúc thì cũng nói được, nhưng mà rồi lâu quá không có nói được, quên. Thì thưa quý vị, có một lần sư cả lại xin sư cậu của chúng tôi đó cho chúng tôi xuống cái chùa La Ban ở Vĩnh Bình để ở một thời gian. Ở trong chùa Biên chúng tôi không biết diễn tả thế nào để nhà tham ba bút thay giá nhà kính mặt chúng ta gấp mặt trên chúng con đã không nghe được tính từ cái điện thoại nữa không nhà kính cũng điện thoại nó vẫn còn rất chặt à. Giờ quý vị có nghe lại được chưa? Để xin lỗi quý vị nghe được chưa? Dạ. Vậy thì ở chùa Biên á, có cái trạng thái buổi trưa nó giống y hệt như là trong bài kinh này diễn đạt. Bởi vì khi chú giọng đọc bài kinh này, chúng ta nghĩ đến chùa Biên buổi trưa. Khi mà trời chưa tăng độ cơm xong, vì lúc đó trời từ 12 giờ cho đến 2 giờ, giờ nó nóng nhất ở trong ngày. Cái nóng của miền nhiệt đới. Cái nóng đến nỗi mà chim mà cũng quể quải, chim mà không có hót luôn. Dạ, lúc đó quý vị nghe, thật ra thì chỉ còn có tiếng con ve ve thôi. Dạ, mà tiếng ve ve đó phải là nó kêu theo cái kiểu mà từng tiếng một mà nó kêu một cái quãng âm rất là dài, dạ, rất là dài, tiếng ve sâu. Thì lúc đó mọi người chỉ đăng được về cốc hết, tại vì những cái am thất cất ở trong cái cốc bằng tre nằm ở dưới cội cây thì nó mát. Chỉ đăng cũng vào nghỉ trưa và ở trong chùa vắng, ở chùa Biên buổi trưa vắng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi không ngủ được, nhưng mà buổi trưa ra bên ngoài nhìn thấy những cái rặng cây sao rồi mái chùa cao vời vợi cổ kính thì cảm giác chúng tôi phải nói rất là buồn, rất là buồn. Vị nào mà, chúng tôi không biết ở đây có vị sư hay có vị nào đã từng xuống chùa Biên buổi trưa cũng buồn rồi. Thì lúc đó đó chúng tôi mới nhớ là khoảng chừng trưa, Chư Tăng và những người trong chùa bắt đầu thức dậy, đi tắm, đi làm việc đây việc kia. Thì mình phải nói là và con tim đã vui trở lại. Tức là cái tâm trạng mà cái trống vắng của buổi trưa hè đã đi qua, nó trở lại thì mình cảm thấy nó vui luôn. Thật ra hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nhớ hai cái ấn tượng mà buồn nhất cái chùa Biên đó là buổi trưa hè nóng, mà mọi người đi nghỉ hết im lặng, và đặc biệt là chiều tối chạng vạng, dạ, chiều tối chạng vạng trước giờ tụng kinh á, cái tiếng côn trùng nó reo mà chùa nó thấm u lắm, dạ, rất là buồn. Như vậy thì buồn là gì? Buồn là gì? Buồn là mình không còn có được cái rộn ràng,
không còn có được cái lăng xăng nữa. Và không có rộn ràng lăng xăng tự nhiên cảm thấy buồn. Chúng tôi nhớ là có một cô Phật tử, đúng là cô cũng đi xuất gia rồi, nhưng mà cũng có một cái là lúc nào cũng lăng xăng, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Lâu lâu cô về cô cũng than với chúng tôi rằng bây giờ cô chán đời, cô chỉ muốn ở một mình yên lặng này đó. Nhưng mà thật ra thì cô ở yên lặng của chúng nội, yên lặng chúng nội muốn là phải có gì lăng xăng. Cái chuyện đó rất bình thường ở trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Mình nói là tôi muốn được yên, tôi ở muốn một mình, tôi muốn được yên lặng. Nhưng mà hay cuộc đời đưa đẩy mà khiến như mình ở một mình yên lặng đó thì sao? Thì chúng ta rất là buồn. Thì chúng ta hiểu là chúng ta hiểu một điều. Ít có người nào ở trong chúng ta mà sống mà cảm nhận cái giá trị thật sự của cái sự tĩnh lặng. Và khi mình chưa cảm nhận được điều đó đó, chúng ta rất là khó tưởng tượng cái hạnh phúc của Niết Bàn, tưởng tượng hạnh phúc mà vượt ngoài sự sanh diệt, tưởng tượng khó tưởng tượng cảm nhận cái hạnh phúc của Niết Bàn năng Brahman xuất cảnh Niết Bàn, hạnh phúc tối thượng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì căn bản mà nói thì tất cả chúng ta đều sống bằng cái cảm giác của đối đại. Nó phải có cái này, nó phải có cái gì. Chúng tôi nói rằng có nhiều người đi học hoặc phải có cạnh tranh, đi làm việc ở ngoài đời phải có hơn thua, phải cạnh tranh với người khác. Và mình cảm thấy là cái câu mà đây là ta là nói về cái self identity, nói về tự ngã của nó là của ta. Đây là mình nói về cái ngã sở. Nhưng mà cái mà nó khiến cho chúng ta mệt mỏi như vậy, đó là tự ngã của ta. Tôi hơn người khác như vậy, tôi thua người khác như vậy đó. Thì cái sự hơn thua, sự so sánh, cái việc gọi là mình với người, nó tạo thành một cái lực sống rất là vô hình. Nhưng cái lực sống đó chiếm hữu hoàn toàn cái đời sống của chúng ta. Mình thấy rằng tại sao người ta mặc đồ theo thời trang, người ta đi theo mốt này, đi theo mốt kia, người ta sống kiểu này, kiểu kia, tại vì nghĩ đến hơn thua với người khác. Không có cái đó thì rất là bình thản. Không có gì, những rất bình thản. Có một lần chúng tôi sang bên Oregon gặp một người quen, và anh này cũng từng đã sống ở trại tị nạn với chúng tôi. Thì anh nói cái chuyện cũng vui là hai vợ chồng gặp nhau ở bên trại tị nạn. Nhưng mà lúc đó thì anh và chị rất hạnh phúc, bởi vì anh kể nghe vui lắm. Anh nói là anh chỉ có 2 bộ đồ, còn chị chỉ có 3 bộ đồ thôi. Bộ này giặt và phơi, bộ kia. Lúc sau lúc có thấy hạnh phúc. Mình cảm thấy hạnh phúc. Ở trại tị nạn mà có đồ lành lặn là hạnh phúc rồi. Nhưng mà rồi qua bên đây bây giờ đồ đạc, nhưng mà phải mua sắm thêm là tại vì đi tiệc tùng, đi dự đám như nào. Thì quý vị, khi nghe anh kể chuyện đó thì chúng tôi mới cảm nhận một chuyện rất là thú vị, đó là đời sống của chúng ta đó, nó bị cái hoàn cảnh đó, nó chi phối. Những cái đất thang giá trị trong cuộc sống đó, nó vốn là tùy thời tùy lúc, và rất khó để chúng ta hiểu được cái tâm tư của các bậc thánh. Ví dụ như là ngài Phát Thi Giá ở trong rừng mà ngài cảm thấy hạnh phúc hơn là đời sống phương giả ở trong hoàng cung, hay là Đức Phật ở giữa trưa, ở trong lúc mà chim chóc, những con thú rừng đều nghỉ ngơi, đều yên lặng, tĩnh lặng hoàn toàn. Và Chư Thiên có đôi lúc cũng cảm thấy hoảng sợ, thì ngài lại thấy cái cảnh tượng trật tĩnh là một cảnh tượng hoa mỹ. Chúng tôi có để cái tựa đề là tiến bộ của bàn tay, là bởi vì thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ kỹ lại đó, thì tất cả những hiện tượng vui buồn trong đời chúng ta có đều có tác động tương tác hết. Tương tác nghĩa là có cảnh tác động với tâm, cảnh tác động với tâm, tâm tác động với cảnh. Và ta nói hồn đất nó qua, nó đi, hồn gì nắm lại, nhiều khi nó có qua lại giữa tâm và cảnh. Và chúng ta không bao giờ tưởng tượng được là có cái hiện tượng của tâm mà nó không có tác động với cảnh. Cái đó khó, rất là khó để suy nghĩ. Bởi vì
ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài dạy chúng ta là một trong những cái bài học tốt cho người tu Phật là sống một mình. Dạ, sống mình. Khi mình sống một mình, mình không có đặt vấn đề là mình phải như thế này, phải như thế kia. Đây là điểm mà chúng tôi cảm nhận được nhiều vị đi xuất gia. Dạ, đi xuất gia thì từ bỏ gia đình đó, sống không gia đình, bỏ nhà, bỏ cửa vào. Nhưng mà trong cái từ bỏ gia đình đó, đó lại muốn có cuộc sống đối đãi với chùa chiền, quen biết chỗ này, xã giao vị kia. Mình là mình đi tu, mình cũng có hạnh phúc của mình đi tu. Mình mặc y, mình cảm thấy mặc đẹp, mặc y. Và mình quen với ông này, vị kia, mình cảm thấy hạnh phúc vị này, vị kia. Thành ra cái thế giới các vị đó là tuy là đi xuất gia, nhưng mà nó vẫn còn dựa theo nhiều cái giá trị, mà giá trị đó là những giá trị nó rất là đời. Dạ. Vị nào đi tu mà chịu được sự yên lặng và có khả năng sống một mình thì vị đó có cái thuận duyên rất lớn. Mà không ai trong chúng ta là ít có vị nào có khả năng sống một mình mà an lạc lắm. Dạ. Sống một mình vẫn có thể ngồi thiền được, sống mình có thể học Phật pháp được, sống một mình vẫn có thể sinh hoạt được. Đó là một điều rất là đáng quý. Chúng tôi có để ý một vài vị đó, là cho dù không có thầy tổ, không bạn bè, nhưng mà vẫn có thể mỗi ngày thắp hương lại Phật một cách trang nghiêm, có thể tự ngồi thiền, có thể này kia đó, thì những vị đó quả thật là có cái tiềm chất. Nhưng mà vị nào sống mà vẫn còn, dạ, vẫn còn phải có thế này, phải thế kia đó, thì tương đối là có những cái khó khăn. Bởi vì sao? Vị đó chưa biết sống một mình. Hồi trước khi sang ở bên chùa Ngài Danh Xa đó, thì có lần chúng tôi nghe ngài một vị sư cả người Canada, tức là Ajahn Pashno có nói về một cái kinh nghiệm là có nhiều người họ vào chùa, họ nghĩ đến cái chuyện mà tu hành cho cao siêu, nhưng mà nếu mà để ý thấy rằng những giây phút ban đầu, thường thường mình vào trong trường thiền, quý vị vào trong chùa đó, thì đa số các vị khuyên mình nên bỏ tất cả những hành lý mang theo, dạ, mà mình chỉ sống với cái gì mà ở trong chùa cung cấp thôi. Trong chùa cung cấp thì đơn giản lắm. Thành ra khi vào chùa thì thường là những đồ mang theo, kể cả y áo, kể cả bình đựng nước, kể cả bát này nọ, là các vị không có cho mình giữ, mà đa phần là các vị cung cấp cho mình. Thì với một ít đồ rất là căn bản thì các vị giao cho mình một căn phòng với một cái cốc. Và cốc này thứ vị thì thật sự không điện, không nước, nó cũng đơn giản lắm. Thật ra nhìn ở bên ngoài thì nó đẹp lắm. Nhìn bên ngoài cốc là một cái nhà sàn, rồi lên về cốc đó. Nhưng mà khi mà mình cầm tất cả những nào là y bát, tỏa cụ, rồi những cái nhu yếu cần như kem đánh răng, bàn chải, mình mở cánh cửa ra, đóng lại đó, cái trước đi. Thật ra ở trong cái cốc không có cái gì hết. Dạ, nó không có gì hết. Nó trống rỗng. Nó trống rỗng so với đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà rồi Ngài Ajahn Pashno Ngài nói rằng giờ phút đó người đó phải lắng nghe chính mình, phải hiểu rằng mình muốn cái gì. Mình muốn sống an tịnh thì đây là cơ hội an tịnh. Mình muốn tu tập thì đây là cơ hội tu tập. Nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu yên tĩnh. Nó muốn có cái gì đó. Muốn chạy qua đồ này, vị kia để nói chuyện, để hỏi thăm, để thế này khác. Thì ngày khuyên mỗi người rằng hãy tận dụng những giờ phút đó. Dạ. Do vậy, thưa quý vị, bài kinh nghiệm hôm nay gợi nhắc cho chúng ta một chuyện rất quan trọng là với người tu tập thì nội tâm phải có khả năng sống với chính mình, sống với sự an tịnh. Và nếu sự an tịnh đó nó còn làm cho chúng ta bị dao động, bị sợ hãi, có nghĩa là chúng ta vẫn cần một cái gì đó, chúng ta cần cái gì bên ngoài, và cái cần đó nó lại là một cái hệ lụy của cuộc sống. Nên biết sống một mình, tập sống một mình và hoan hỷ sống một mình, và đặc biệt là có thể đối diện với sự tịch lặng mà chúng ta cảm kích được. Chúng ta không thấy cần phải nó như thế này, nó như thế kia, mà có thể sống với tịch lặng. Đó là một bài học lớn.
cái đó là một cái công án mà chúng ta gọi tiếng vỗ không bàn tay. Làm thế nào mà có thể tâm hoan hỷ, hoan nghĩ với cái không có gì cả. Chúng tôi sẽ được kết thúc bài học hôm nay ở tại đây, và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một bài bài giảng trong một kinh của Thiền Tọa Pháp Đăng. Bài kinh ngày mai là bài kinh đặc biệt rất là lợi lạc cho mỗi chúng ta, đó là bài kinh phân tích về sự cúng dường. Đã cúng dường là một cái phước hạnh rất là quen thuộc với người Phật tử, nhưng mà chúng ta nói rất nhiều những ít khi nào chúng ta ngồi xuất bản cho kỹ một cái bài kinh ghi lại câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, và đồng thời những lời dạy của Đức Phật gợi nhắc chúng ta có nhiều điểm quan trọng lắm để chúng ta học hỏi. Chúng ta hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có đủ thời giờ để thảo luận hết về những cái khía cạnh của bài kinh này. Thật ra thì chúng ta đã học rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ học lại. Nhưng mà mỗi lần chúng ta học lại thì có thể cho chúng ta nhiều cái gợi ý rất là bổ ích cho cuộc sống hàng ngày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, mấy ngày qua thì Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng bất phục sự nên Thượng Tọa không có khỏe, không có vào để hôm nay Thượng Tọa không có vào để dẫn gặp, nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc là Thượng Tọa sẽ khỏe trở lại sinh hoạt ngày mai bình thường. Và chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử một điều là giáo trình Trung Bộ Kinh thì hiện nay chúng ta đang dạy theo cái cách là một tuần chỉ có một bài, và bài ngày mai này là tới bài 142. Thực ra chúng ta không còn nhiều bài nữa, dạ không còn nhiều bài nữa sẽ kết thúc giáo trình. Thì có một vài vị hỏi chúng tôi là khi giáo trình Trung Bộ Kinh kết thúc thì chúng ta sẽ có dạy lại không, thì hiện nay chúng tôi vẫn chưa có rõ, tại vì không có Thượng Tọa Tuệ Siêu. Chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể là chúng ta sẽ trở lại với Trường Bộ hay là Tăng Chi, thay vì chúng ta trở lại với chúng ta giảng tất cả đều là Tăng Chi, Tương Ưng Bộ. Tại Tương Ưng Bộ bây giờ thì chúng ta đã một tuần thì có hết là 3 ngày Tương Ưng Bộ rồi, chúng tôi nghĩ như vậy cũng đủ. Thì chúng tôi sẽ bàn lại với Chư Tăng, nếu mà quý ngài quan hệ thì khi mà hết giáo trình Trung Bộ Kinh thì chúng ta sẽ trở lại cho tới phần Trường Bộ hay là Tăng Chi hoặc là Tiểu Bộ. Xin được kêu Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng hôm nay, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.